Hôm nay mình quay hai anh thợ cưa cây dừa các bạn ơi. Cây dừa này cao lắm nha các bạn. Dừa này lâu năm lắm rồi nè. Mà tự cái giá là 30 năm. Có trên nữa đó. Hai anh đang chuẩn bị đồ nghề nha các bạn. Wow, anh đang giục dây lên nha các bạn, đang cần cái đọt qua nghe, tại dưới này né cây nè, né mấy cái cây nhỏ dưới này nè, lẻ không đó. Còn anh thợ này anh chạy đang chèo lên nha các bạn. Giờ này giờ đang nắng quá nắng nha các bạn, đó anh đang chèo lên trên đó đó. Đúng nắng luôn á, 12 giờ trưa luôn các bạn ơi. Ồ, vậy mà lên không tới nữa kìa. Né mấy cái cây dừa nhỏ dưới này các bạn, với cái cây rừng bên đó nữa. Thợ này nó không có xài móng cọp nha các bạn, anh xài chơi chân trần không à. Này cắt đốn cây độc lạ của hai ông thợ nè. Nó đang kéo máy lên các bạn ơi. Ừ, bớt bớt xuống gì đó. Dễ không? Quá bụi bạn ơi. Ê, xuống rồi, xuống rồi. Ôi rồi. Mày gì không? Chả nắng lắm nha các bạn. Anh còn đang trên đó đó. Thấy không, ngọt sớt thấy không? Nè, quay mặt lại nè. Đây. Cho cây ngã trên đây phải không? Muốn ngã đâu hả? Cho ngã trên đây nè. Ngang nó đi. Nè. Anh đang đưa cái ấy lên các bạn ơi. Đưa con dây đang chằn lên các bạn. Cái dừa này cao chắc khoảng mười mấy mét à, khoảng 15 mét, 16 mét. Nó tệ tệ nhánh vô bớt giùm. Ủa?
bớt ra những gì các bạn. Đơn giản không? Có gì không? Củ hủ này mà hầm dưới thịt này bó cháy á. Nhưng mà lỗi nó cũng đưa được vào không á. Cái gốc đi, cái gốc đi. Lỗi cái này quá trời lỗi. Này già lắm à. Này xẻ dán được luôn. Cắt cái sao nè, cắt sao đây. Mấy thước? Dí dò anh chút rồi. Ờ đó, 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 đó đi. Đây là cái ngồi chơi ở đó đi. Đã nghe ẹo luôn đi, nghe ẹo đi. À nghe ẹo luôn. Dừa này quá lâu lắm. Lấy cũng được, lấy đi, lấy đi. Lấy này cho chú. Lấy con hũ ra luôn các bạn. Ồ vậy ha. Quá trời luôn lắm.
rồi được rồi, rồi bay các bạn luôn. Quá trời của hũ rồi. Rồi đi gọi cái xe sao rồi.